Đây là Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, vốn dĩ làm chủ một phương, nay vì cuốn Cửu U Mật Lục trong tay mà bị đồ đệ âm mưu hãm hại. Sau khi chết, Trác Nhất Phàm được trùng sinh vào một gia nô của Lạc gia, từ đó mang theo cái tên Trác Phàm. Lúc này Trác Phàm đã dẫn theo Tôn Quản gia đi vào sâu trong rừng sương mù, lần theo sợi chỉ đỏ, đi tìm hai tỷ đệ Lạc gia. Bàng thống lĩnh cảm thấy thật là giận dữ, dù gì cũng chết, vậy thì trước khi chết, hắn nhất định phải chửi cho sướng cái mồm. Thế là cả đường đi, ngoài tiếng quạ kêu vượn hú, thì chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng của hắn. Đi được một đoạn xa, Trác Phàm bỗng nhiên dừng chân lại, Tôn Quản gia tò mò hỏi, có phải tới nơi rồi không? Trác Phàm cười lạnh, quay sang nói với mấy người bọn hắn, anh chỉ có thể tiến đến đây, đường xuống Hoàng Tuyền, phải để bọn hắn tự đi rồi. Tôn Quản gia nhận ra điểm bất thường, vội vàng chạy tới toan tung áo Trác Phàm, thế nhưng lúc hắn chạm tới thì thân thể Trác Phàm đã hóa thành một đống gỗ. Tại sự không ổn, hắn ra lệnh cho đám đàn em chạy về theo đường cũ, nhưng lúc này thuộc hạ hắn cũng phát hiện, sợi chỉ đỏ dẫn bọn hắn đến đây đã biến mất rồi. Tôn Quản gia tức đến đấm ngực dậm chân, hét tầm lên, hắn không tin chỉ với chút sương mù này, Trác Phàm có thể nhốt được hắn. Một khi ra được khỏi nơi này, hắn sẽ nghiền Trác Phàm thành bột. Đáp lại hắn, chỉ là tiếng cười nói ma quái của Trác Phàm, ha ha ha, ngươi tuyệt đối không có cơ hội này. Giọng nói của Trác Phàm biến mất, sương mù lập tức chuyển thành màu đỏ, Tôn Quản gia vừa quay đi quay lại đã bị lạc mất đàn, không thấy bóng dáng ai nữa, lúc này hắn mới nhận ra mình đã bước vào trận pháp. Lúc này, Trác Phàm và Bàng thống lĩnh đã được trận pháp đưa đến chỗ Lạc tiểu thư, biết nhóm người kia đã bị khống chế. Lạc tiểu thư hỏi bước tiếp theo phải làm gì, Trác Phàm lướt đến bên người cô, nắm lấy cánh tay mềm làm cho gương mặt cô đỏ như gấc. Trác Phàm kêu cô phải tập trung lực chú ý, sau đó đặt tay lên tâm trận, khi mới chạm vào, từ tâm trận liền truyền đến một năng lượng mạnh mẽ, sau đó năng lượng này nhanh chóng bộc phá, từ trong tâm trận bay ra những luồng khói đen với tạo hình quỷ dị. Dưới hiệu lệnh của Trác Phàm, những luồng khói đen này có nhiệm vụ đi đưa nhóm người của Tôn Quản gia về nơi chín suối. Khi những luồng khói đen vừa chạm vào cơ thể, mấy tên kia liền kêu la thảm thiết, thân thể cũng bị đâm xuyên, chết bất đắc kỳ tử. Đến phiên Tôn Quản gia, thấy khói đen bay tới thì hắn giơ tay ra chống đỡ, nhưng mà ối giời ơi, cái thứ kia nó xiên thì cứ phải gọi là không xịt phát nào. Tôn Quản gia trước khi chết còn cố gắng hỏi Trác Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Từ trong bóng đêm, Trác Phàm chỉ thản nhiên đáp, ngươi xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương đi. Tôn Quản gia vừa chết, Trác Phàm lại lầm nhầm chú ngữ, Trần quy Trần, Thổ quy Thổ, Cửu U Ma Sát quy thuộc về ta. Quy. Chú ngữ đọc xong, bên phía Lạc tiểu thư liền mất quyền khống chế trận pháp, còn ở chỗ của Trác Phàm, những cột khói đen quỷ dị kia lần lượt bay vào người anh. Dưới Thiên Ma Đại Hóa Quyết, những cột khói đó là đang nạp tu vi cho Trác Phàm, khiến anh đột phá một mạch 4 cấp, chính thức đạt tới tụ khí cảnh. Tuy mới chỉ ở tụ khí cảnh, nhưng dưới cách tu luyện này, kinh mạch của anh được mở rộng hơn, nguyên lực tích tụ trong đan điền cũng gấp 3 người thường cùng cấp độ, và bây giờ cũng đã đến lúc anh cần phải học thêm võ kỹ. Một lát sau, ba người còn lại cũng chạy đến, Lạc tiểu thư hỏi anh đã đi đâu và nói về việc trận pháp mất kiểm soát. Trác Phàm chỉ nói qua loa, trận pháp có thể là do thiếu linh thạch, còn về Tôn Quản gia thì thật đáng mừng, không ai chạy thoát được. Ba người họ sững sờ một lúc, sau đó, Bàng thông lĩnh quỳ xuống xin lỗi Trác Phàm về chuyện vừa rồi, bây giờ muốn đánh muốn giết hắn cũng để mặc cho anh quyết. Thấy vậy Trác Phàm không khỏi suýt xoa, giá như tên đệ tử của mình trung thành được một nửa như vậy, chắc anh đã không phải vất vả như thế này. Trác Phàm rất đánh giá cao những người như vậy, một mặt thì anh đỡ Bàng thống lĩnh lên, một mặt thì đẩy hết công lao cho Lạc Vân Thường. Nói trận pháp cũng là do cô ấy sắp đặt, sau đó thì anh hỏi dự định tiếp theo của mấy người. Nghe tin tiểu thư biết bày trận pháp, Bàng thống lĩnh mừng rỡ như điên, nay còn có thêm Trác Phàm, vậy thì ngày Lạc gia quật khởi không còn xa nữa rồi. Ngay sau đó, Bàng thống lĩnh nói tiểu thư nhà họ có hôn ước với thái gia từ trước, cho nên tiếp theo họ sẽ đến Thành Phong Lâm. Nghe đến thái gia, trong ký ức của thân xác, đây cũng là gia tộc đứng đầu của nơi đó, nếu có thể giao tỷ đệ Lạc gia cho bọn họ, không khéo sẽ giải trừ được tâm ma. Suy nghĩ này làm Trác Phàm hưng phấn, thế là liền dắt mấy người họ một mạch đi đến Thành Phong Lâm. Ở một diễn biến khác, trong một hang động đầy nến và đá, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi nghe báo cáo, thuộc hạ của hắn chỉ nói rằng người của Tôn Quản gia đưa tin công pháp sắp tới tay rồi. Nghe như vậy thì tên kia mừng lắm, hắn liền cho hạ nhân lui xuống, sau đó đi vào buồng thăm một lão già nằm liệt giường. Hắn nói, sư phụ yên tâm, ta đã tiễn người bạn già của người sang bên kia trước rồi, đợi khi có hồi long trưởng, ta sẽ cho hai người đoàn tụ với nhau. Nói xong, tên này liền phát ra tiếng cười sằng sặc, hệt như đã bu bóng quá 180 phút. 5 ngày sau, 4 người Trác Phàm đã tới Thành Phong Lâm, mặc dù cảnh sắc nhộn nhịp, nhưng Trác Phàm chỉ nóng lòng muốn giải quyết cho xong chuyện. Sau khi nghe Lạc tiểu thư nói không thể trực tiếp đến thái gia, cô và Lạc Vân Hải sẽ đến chào hỏi trước. Trác Phàm cảm thấy phiền phức, liền dẫn theo lão Bàng đi lượn lờ phố huyện. Lúc sắp đi, Lạc Vân Hải liền đe dọa Trác Phàm, nói đây là địa bàn của anh rể hắn, Trác Phàm nhất định không qua khỏi kiếp nạn này đâu. Nghe ngừa tai, Trác Phàm lại sút cho thằng cu một cái,
thằng nhỏ lại ôm cái mông chạy tới chỗ Lạc Vân Thường nức nở. Lạc Vân Thường có trách mắng, nhưng chắc Phàm chỉ nói là đệ đệ ngươi ngứa đòn, nếu sau khi ổn định mà vẫn thấy ta ngứa mắt, vậy cứ đuổi đi là được. Nói xong thì chắc Phàm đi, đi được một lúc thì thấy bên đường có một cô nương đang cãi nhau với một người bán đồ cổ, cụ thể là đang phân thật giả của một miếng mạc ngọc. Tuy cô gái biết mạc ngọc là giả, nhưng lại không có cách nào chứng minh, thế là liền bị tên bán hàng mắng như tắt nước. Đúng lúc này, chắc Phàm xuất hiện, nói mình có cách để phân biệt giữa hàng phách với hàng diêu. Không biết chắc Phàm chui từ đâu ra, tên bán hàng lại gân cổ lên cãi, chắc Phàm chỉ nói, muốn biết thật hay giả chỉ cần thử là được. Trước mặt mọi người, chắc Phàm cho người đi lấy về một bát nước thuốc, sau đó kêu tên bán hàng thả miếng mạc ngọc vào đó. Mạc ngọc vừa rơi vào bát nước thuốc, nó dần dần biến thành màu đỏ, sau đó cũng nhanh chóng làm bát nước thuốc đổi màu, chứng minh được viên mạc ngọc này chính là hàng pha kẹt. Thế vậy, cô nương vừa rồi nói, miếng mạc ngọc này chỉ đáng giá 3 đồng, khiến cho tên bán hàng giận đến run bần bật. Lúc này, những người đã mua hàng liền ném đồ đã mua lên người hắn, kêu hắn phải trả lại linh thạch. Tên bán hàng bị một nhóm người vây lại, hét ầm lên, tiểu tử thối tha, ngươi đợi đấy, ta sẽ không tha cho ngươi. Sau đó, chắc Phàm có hỏi cô nương có muốn mua miếng mạc ngọc không, cô gái lắc đầu, nói rằng cô chỉ muốn nói cho người ta biết, sau đó cũng lập tức rời đi. Chắc Phàm đánh giá một lượt, cô gái này sở hữu một ánh mắt sắc bén, cũng may là chưa có kinh nghiệm, nếu không đầu tốt đã bị cô ta hốt rồi. Ngay sau đó, chắc Phàm hỏi lão bàng vay 10 viên linh thạch, tuy lão bàng rất không tình nguyện, nhưng vẫn phải cắn răng cắn cỏ, đưa 10 viên linh thạch cho một người không biết khi nào mới có khả năng chi trả. Chắc Phàm mang theo linh thạch, đi tìm tên bán hàng vừa nãy, vừa hay tên cáo giả này cũng đang đợi anh ở con ngõ này, chắc Phàm gặp hắn, muốn ngỏ ý mua miếng mạc ngọc này với giá 10 viên linh thạch, nhưng tên này lại không chịu, vì chắc Phàm mới đá mất chén cơm của hắn ở thành Phong Lâm, 10 viên linh thạch là quá ít. Cái hắn muốn chính là mạng của chắc Phàm, hắn gọi đàn em ra, lập tức có một nhóm người cầm đao kiếm xuất hiện, bao vây trước sau chắc Phàm. Thấy cảnh này, chắc Phàm cũng không còn cách nào khác, đây là bọn chúng tự chuốc lấy, chứ đừng có nói anh đây ác độc. Từ dưới chân anh, những luồng khói đen quỷ dị lại xuất hiện, lấy mạng tất cả những người có mặt ở đó. Vậy là anh đã có mạc ngọc, lại không mất xu nào, 10 viên linh thạch kia mà để dành đi ăn lòng xào dư là hợp lý. Quay trở về, chắc Phàm cùng lão bàng tìm một quán trọ, anh kêu lão bàng canh chừng ngoài cửa cho anh, không cho ai vào. Chắc Phàm đặt mạc ngọc giả trên bàn, tay vừa tác động, miếng ngọc đã sinh ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, phá vỡ lớp vỏ đá, quả nhiên anh đã không nhìn nhầm, đây chính là một miếng huyết tinh linh. Huyết tinh linh là một viên đá cực hiếm, tích tụ hàng vạn tinh huyết, hấp thu linh khí đất trời, tinh hoa mặt trời mặt trăng, trải qua hàng vạn năm mới thành hình, đây là bảo vật của tu giả ma đạo. Theo ghi chép của Cửu U Mật Lục, huyết tinh linh có thể tu thành huyết anh bổn mạng. Khi huyết anh ra đời, nó sẽ cướp tinh huyết của người khác để sống, vô cùng tàn nhẫn. Huyết anh có thể trưởng thành cùng tu giả, trở thành thánh cấp huyết anh, ngay cả cường giả đế cấp cũng không dám động vào. Chắc Phàm cảm thấy mình thật may mắn, thứ mà ngay cả Cửu U Ma Đế cũng không có, vậy mà giờ đã nằm trong tay anh, nếu như kiếp trước có thứ này, thánh giả thánh vực có là gì? Anh cắt mạch máu trên cổ tay mình, để những dòng tinh huyết chảy xuống huyết tinh linh, bắt đầu thu phục nó. Quá trình thu phục món hàng này vô cùng nguy hiểm và vất vả, chắc Phàm đã mất máu đến mức mù tai hoa mắt, đã có lúc tưởng chừng như sẽ phải bỏ mạng tại đây, nhưng nghĩ đến đám người biến chất ở thánh vực, nghĩ đến tên phản đồ, bọn chúng đều muốn anh chết. Vậy thì chắc Phàm anh càng không thể chết, anh là ai chứ? Anh là ma hoàng chắc nhất Phàm, anh sẽ tự tay giành lại hết những gì đã mất. Trong lần thu phục cuối cùng, huyết tinh linh đã không bài xích anh nữa, ngoan ngoãn như một bé con, để cho anh dùng thiên ma đại hóa quyết hấp thu toàn bộ năng lượng. Sau khi hấp thu, chắc Phàm hét lên một tiếng, kinh mạch trong cơ thể cũng có thay đổi lớn, và trong người anh, từ bây giờ đã có thêm một con bài, đó chính là huyết anh bổn mạng, và giờ anh cũng có thể quyết định loại võ kỹ tu luyện. Ròng rã 10 ngày, chắc Phàm mới bước ra khỏi căn phòng đó, lão bàng đang ngái ngủ ở một bên, thấy chắc Phàm ra thì nói cho anh biết, thái gia đã cho người đến mời, bảo anh không nên để tiểu thư cùng thiếu gia đợi quá lâu. Chắc Phàm ngạc nhiên hỏi lão bàng, đợi ta ròng rã 10 ngày, chẳng nhẽ ngươi không tò mò ta làm gì trong đó sao? Lão bàng chỉ ngoảnh đầu lại nói, đó là việc của ngươi, nếu muốn ngươi sẽ tự nói cho ta biết, sau đó tiếp tục bước đi. Chắc Phàm khẽ mỉm cười, đây là tin tưởng vô điều kiện, kiếp trước một đường luyện tới cảnh giới ma hoàng, anh chưa từng gặp qua một người như vậy. Đến trước cửa thái gia, nơi này nhìn quả thật rất hoành tá tràng, không hổ là gia tộc giàu nhất thành Phong Lâm. Chỉ có điều khi đến cổng thì hai người họ bị hộ vệ ngăn lại, lão bàng lên báo cáo, nói quản gia Lạc gia tới. Nghe cái tên chắc quản gia, chắc Phàm liền không vui, đường đường là một ma hoàng, nay chuyển thế lại thành một quản gia trong một gia tộc nhỏ bé, thật là không xứng chút nào. Thế nhưng sau khi biết danh tính, đám gác cổng không những không cho họ vào, ngược lại còn nói họ là người tới ăn xin, điều này làm chắc Phàm vô cùng bất mãn. Thái độ của nô tài chính là thái độ của chủ tử,
Trác Phàm liền kéo theo Lão Bàng bỏ đi. Theo một số thông tin thì họ biết hai tỷ đệ Lạc Gia đã bị đuổi tới một căn nhà hoang trong rừng. Bước vào trong thì thấy Lạc Vân Hải đang ngồi co rúm trong đó. Vừa thấy Lão Bàng, thằng bé đã chạy tới ôm hắn khóc rấm rức. Trác Phàm hỏi thằng bé, nó nói tỷ tỷ mình đã đi tìm Thái công tử, nhờ hắn giúp xây dựng lại Vân Trang. Nghe vậy thì Trác Phàm bực mình lắm, thái độ của bọn chúng như thế này thì còn cầu xin gì nữa, tự chuốc nhục vào người. Ngay sau đó, Trác Phàm liền nắm tay thằng bé, đưa nó đi tìm tỷ tỷ. Kết thúc video, đây là bộ truyện Đại Quản Gia là Ma Hoàng, được viết review bởi Phùng Triện, edit video bởi Team Triệu Gia. Các bạn nếu có thấy chỗ nào chưa ổn, hãy comment để mình hoàn thiện thêm nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều.